Hello các bạn Nam Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi cho tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2024. Nếu các bạn sinh từ ngày 21 tháng 12 cho tới 20 tháng 1 thì cũng mặt trời các bạn từ bên Nam Dương. Và trong những 30 ngày đó thì là ngày sinh của bạn, chúng ta biết được mặt trăng và giờ và địa điểm sinh thì cung mộc. Thì nếu các bạn có cung mặt trời, mặt trăng hoặc cung mộc Nam Dương thì cái video này liên quan đến các bạn. Nhất là năm nay là 24, năm 25, 26. Trong năm nay và 25 tới, những năm rất là quan trọng để chúng ta bắt đầu một thời kỳ mới của Bảo Bình là từ 2160 năm. Mà Bảo Bình nó tôi làm nhiều video nói về vấn đề này, nó thuộc về vấn đề là kỹ thuật, technology, revolution, sự cách mạng và sự thông minh, sự trừu tượng. Thì Bảo Bình một hành trình tôi rất là trừu tượng, nói về nhân loại nữa. Nhân loại sẽ đứng lên, nhân loại sẽ đòi hỏi sự công bằng và không còn trong thời kỳ của sông ngư nữa, thì nó hỗ trợ Nam Dương. Mà 200 năm vừa qua chúng ta sống được trong thời kỳ của đất, lần cuối cùng là Nam Dương. Vì vậy những người Nam Dương tượng trưng cho người lớn tuổi, sự kinh nghiệm già dặn trong cuộc sống. Thời kỳ của họ sẽ đến một thời kỳ nghĩa là không còn như ngày xưa nữa. Và nhân loại, và chúng ta sử dụng technology, kỹ thuật để giúp nhân loại để làm sự cách mạng trong 2000 năm tới. Dù sao đi nữa, còn thấy sự rung động của trái đất đang thay đổi trong thời kỳ mới rồi. Nó không như ngày xưa nữa, tất cả đang thay đổi hết. Và các bạn thấy là những bệnh tình ngày xưa không nghe tới, như thời gian vừa qua Covid-19 nè, thời gian trước là Ebola nè, loại SARS nè, loại đó là như thời kỳ Bảo Bình nó sắp đến, nó đến một thời kỳ là nó sẽ sự rung động trái đất nó không còn nữa. Trong mặt của mình thôi có 3 triệu con vi khuẩn vi trùng trên người mặt mình, thì cái rung động nó sẽ tác động vào những cái vi khuẩn đó, hay là tác động vào cái không khí, cái oxygen gì đó để nó tác động vào cái những vi trùng đó mà thuốc không thể là trị được. Và sẽ giúp các bạn thay đổi cuộc sống của mình. Và tôi thấy những hiện tượng như là bạn không cần phải nói thêm nữa, cho thấy là xung quanh mình rồi, từ Việt Nam cho tới trong nước cho tới ngoài nước và trong mọi thế giới, như là Hamas với Do Thái nè, Ukraine với Nga nè, rồi bên Miến Điện nè, bên Thái Lan nè, đủ lối chọi, còn thấy bên Trung Quốc nữa, những cơn bão, những sự rung động nó không như ngày xưa nữa. Vì vậy đây là sự ảnh hưởng của những hành tinh. Và chúng ta theo tôi á, theo sự hiểu biết của tôi á, thì như hành tinh họ đang quyết định, họ đang là một cái, họ đang hợp lại để có một sự quyết định nào đó giúp đỡ nhân loại vượt qua một thời kỳ mới. Và thời kỳ mới này thì sự hỗ trợ, sự ảnh hưởng của anh Bảo Bình này, thì Nam Dương nằm đây như này. Trong thời 2008 đến giờ, Nam Dương qua thời kỳ nó là có lợi, nhưng thời gian vừa qua nó cũng rất là bất lợi, nhất là từ năm 2018, 19, 20 rất là khó khăn với Nam Dương. Tại vì anh Thổ Tinh đó, anh nằm trong đây, đi chung anh Diêm Tinh, là đi chung với anh Mộc Tinh nữa. Vậy nó rất là kinh khủng luôn cho những năm vừa qua. Nhưng bây giờ anh Nam Dương ok, rất là tốt. Các bạn còn 2 năm nữa, lý do tại sao còn tốt? Hải Tinh và Thổ Tinh nằm trong sông ngư. Anh này là nước, anh này là đất, hai cái nó rất tốt với nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nó có lợi cho nhau. Nếu hai năm này mà ở trong Kim Ngưu nó sẽ thuận cho nhau, nó thuận nhưng không có lợi. Như hai người bạn chơi chung với nhau nhưng mà vậy thôi, nhưng không có lợi. Vậy nó có lợi cho anh này. Bây giờ cho tới năm 2 năm nữa, hai hành tinh này nó chung với nhau, nhất là anh Hải Tinh này nó nằm trong sông ngư, mà sông ngư á là nhà của anh Hải Tinh. Vậy hai này gặp nhau rất là hợp với nhau luôn. Những giấc mơ mình phải có, những giấc mơ mình muốn làm á, nó đang trên sự thật. Và trong 2 năm tới, nhất là năm nay các bạn có sự hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng từ 20 tháng 11 năm 24 năm nay nè, cuối năm nay nè, anh Diêm Tinh sẽ nhảy qua đây. Thì
nó không còn sức mạnh nữa, nhưng nó sẽ thay đổi trong vấn đề tình cảm và tiền bạc các bạn nha. Rất là tốt. Nhưng con người mình nó không gì thay đổi nữa. Bây giờ mình đang thời kỳ gặt hái, gặt hái cho tới năm 2043. Đây là cung số 2 đối với Nam Dương. Tự nhiên từ tình bạc và tình cảm nó sẽ có lên xuống nha. Lên xuống tùy theo những hành tinh này. Vì mình không biết lá số của TV của các bạn nên không thể nói nhiều hơn, rõ ràng hơn những gì đang xảy ra, sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới. Nhưng nói chung chung á, là đây tiền nhà số 2 thì nó sẽ giúp đỡ các bạn trong thời kỳ tiền bạc và tình cảm. Nhưng nếu mà trong lá số của các bạn nó lại ở chỗ cung nào khác đó, nó lại nói thêm vấn đề nào khác. Nhưng mặc dù như vậy đi nữa thì nó vẫn là tiền bạc tình cảm, các bạn sẽ có sự lên xuống thay đổi rất là nhiều dựa theo cái số nhân, dựa theo cái lá số của TV của các bạn. Mà lá số TV của các bạn á, dựa theo ngày sinh của các bạn, giờ và phút sinh và địa điểm sinh. Mà cái đó cũng thật kỳ, các bạn nó về nhân quả, là chúng ta không chạy khỏi nhân quả, không bao giờ đi sai nhà lộn người hết các bạn ạ. Không phải sai hết. Vì vậy á, các bạn trốn đâu thì trốn, chúng ta không thể thoát khỏi cái đó. Vì vậy á, nếu chúng ta biết đời mình là do mình tạo làm ra, nếu các bạn tin vào thuyết cái thuyết nhân quả này á, thì tất cả do mình hết, tất cả do mình, không ai lo cho bạn là do mình hết. Mình làm mình chịu, nhưng quan trọng nhất là mình phải học bài học của mình. Thì ra sắp tới này nó sẽ còn không còn sự chuyển hóa kinh khủng như thời gian vừa qua nữa, mà sẽ còn sau sẽ có thời kỳ bình an. Nhưng thời gian này tôi là đã qua rồi, giống như tôi sẽ có cái gì và tôi sẽ mất cái gì, mà mất và có gì, tình cảm và tiền bạc. Nhưng không gì quan trọng hơn là tất cả hành tinh lớn này đó, như là diêm tinh, mấy hành tinh này đó, nó đang đi ngược lại trong thời gian tháng 10, tháng 11, tháng 12. Nhưng nó không có áp lực mạnh gì các bạn. Nhưng có hành tinh này, hỏa tinh. Hành hỏa tinh này á, nó liên quan cho anh bắt giải từ 5 tháng 9 cho 4 tháng 11 đến đây. Mà anh bắt giải này đó, nó đối đầu với mình. Nó tuyên truyền như gì? Trong tình cảm, vợ chồng, người yêu, trong công việc, nhân viên của mình, hay là khách hàng của mình, hay là ông boss của mình, hay là mình làm cái gì đó, sự cạnh tranh, người đồng nghiệp mình cạnh tranh với mình trong công việc, thì đó, cái gì đó, hay ai đó, hay là một cái gì đó mà chúng ta cần nó để nó hỗ trợ mình, nhưng lại khác mình, như là vợ chồng hay người khác nhau, nhưng cùng với nhau, nhưng họ đi chung đường với nhau, con cái nữa. Từ 5 tháng 9 tới 4 tháng 11, nó nằm trong đây, nó sẽ một cái gì nó tác động vào bạn. Nếu các bạn không biết lá số của bạn nên không biết nó tác động về chỗ nào, nên không thể nói nhiều hơn nữa. Nhưng từ 4 tháng 11, nó sẽ nhảy qua là hải sư. Mà hải sư này nó là tương trưng như nhà số mấy cả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó tương trưng cho vấn đề tâm linh, nó tương trưng cho vấn đề sinh lý, tương trưng cho vấn đề đầu tư, trong tất cả mọi ngành, thị trường chứng khoán, nhà cửa, tất cả. Thế cái gì nó lung leo đây, nó sẽ tác động vào bạn. Nhưng vậy bạn nên dừng nha. Nhưng mà từ 6, nó vô cho 62, thì 62 nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại và 7 tháng 1 nó sẽ vào bắt giải. Nó sẽ đi, từ nó sẽ đi qua ngược lại tới 19 tháng 4 năm 25. Nghĩa là từ 5 tháng 9 năm nay, năm 24 cho đến 19 tháng 4 năm 25, các bạn bị chi phối bởi anh bát giải này. Có chừng, cẩn thận. Tùy theo cái nhân quả mà bạn tạo ra mỗi ngày, trong gian có thể là ngắn hạn là ngày hôm qua, tháng trước, dài hạn cái này 10 năm trước, 20 năm trước, hay kiếp trước nữa, nó sẽ ảnh hưởng các bạn cuộc đời các bạn. Mình biết như vậy, mình sẽ sẵn sàng, mình không để lỗi mình. Mình phải biết là cái đó là một cái gì đó nó đến với mình. Mình phải học cái vấn đề này, nhìn vấn đề người khác. Mà trong đây đó, bác giả tiên nhân cho tình thương yêu, đó, sự lo lắng. Đó, thì anh Nam Dương là rất là cứng nha. Ông già mà, cứng lỗi, cứng rắn, rất là suy nghĩ, rất là sâu sắc. Nhưng thiếu vấn đề cái chiều sâu, cái chiều sâu mà nó không đúng. Nó có chiều tình thương yêu,
trong cái lòng mình đó. Mình đúc quá rắn đi, quá theo cái kỷ luật đi, mình mất đi cái mềm dẻo, cái nhẹ nhàng của nó. Phải như vậy, phải như vậy thôi. Không, nó bắt Nam Định nó nói, ê, anh phải để cái này nha, để vấn đề tình thương yêu nha, đừng để cái người khác nha. Đó, nó bắt mình phải phải chăm sóc cái người gì đó. Dù theo nói số các bạn, nên không thể nói, không thể nói nhiều hơn nữa. Nhưng tóm tắt là vấn đề thương yêu gì đó dính vào. Nếu mà cái Nam Dương, mặt trời các bạn nằm ở trong Nam Dương, ở nhà số 1 đó, thì lại đối đầu anh số 7 là bên đây. Như vậy nó sẽ, cái này trúng 50% thôi. Tại vì mình không biết lá số của bạn. Vì mỗi chúng ta đều là một lá số duy nhất. Dĩ nhiên hai người sinh đôi cũng hai lá số khác nhau, không giống nhau được. Nhưng mà mình là quyết định. Hiểu biết được tử vi là mình biết được mình là quyết định. Không ai quyết định cho mình nữa. Không ai, nghĩa là họ bày ra một chiến trận, bày ra một cái platform, một cái diễn đàn như là Facebook, YouTube thì như vậy đó. Bạn đang chơi, bạn muốn làm gì các bạn làm, bạn nhảy múa, nhưng trong đó, nhưng mà cái câu chừng nha, cái gì bạn làm trên cái diễn đàn đó nó sẽ có ảnh hưởng ngược lại hay ngược lại, tốt hay xấu do mình trình bày vấn đề. Chỉ đây cũng vậy thôi, chỉ đất này cũng vậy thôi. Nó chỉ là vấn đề mình xuống đây đi, nó cho mình một vô một đóng một vai như là đàn ông hay đàn bà, người Việt Nam, người Phi Châu hay gì đó, trong một trận chiến, trong một thời bệnh, trong một thời giàu nghèo bệnh hoạn, nó cho mình đóng một vai trò trên một diễn đàn nào đó. Mình tình nguyện chứ không phải là mình bị bỏ vào một phần của một phần. Mình xuống đó mình học bài học đó thì mình xuống đó mình tình nguyện, rồi kiếp này mình muốn học làm bài học đó thì có, tức là tình nguyện hết và không ai ảnh hưởng vào mình hết. Họ chỉ là nâng đỡ mình, khuyến khích mình, cho mình cái lối ánh sáng để mình thoát ra khỏi bị trầm cảm hay là mất phương hướng. Nhưng mình là người quyết định. Thì do tử vi này á, mình có thể biết được những biến cố nào sẽ xảy ra và tác động vì ai. Đây là mình bị người ta tác động mình. Mình ok, mình thấy ồ, chúng làm hết như tự nhiên máy bay rớt vào nhà mình. Dĩ nhiên là một thí dụ rất là khủng khủng, nhưng mà nó không như tự nhiên hết. Tất cả trên đời không có gì là tự nhiên. Đang ngồi đó bị gì xảy ra, không có các bạn. Không có, tất cả là do mình. Anh như luật nhân quả nó rất là hay, nhưng mà trọng nhất là sao, là mình học hỏi và học mình gan tất cả. Cuối cùng là sao, mình ở đây, trái đất ở đây, về những cái hành kim hành tinh, những cái chồng và sao trên trời, mình để trái đất đây nè, ở dưới đây nè, thì nghĩa là sao, chúng ta sẽ gom hết tất cả những cái tinh hoa của những chồng sao xấu và tốt mà chúng ta đều có hết. Chúng ta gom lại hết kiếp này, chúng ta là Nam Dương phải không? Cái tên là chúng ta là Bảo Bình hay là gì đó. Nó theo cái mình lựa chọn thôi. Mà học đại học gì đó, bạn học khóa hóa học năm thứ 2. Nếu không thì học toán năm lớp năm thứ 3, mình lựa chọn theo ý mình. Thì tất cả mình biết cái này á, là lỗi phải do bạn. Nhưng lỗi là bạn. Là vì cái này nó sẽ xảy ra do người khác mang đến cho mình, bắt mình phải nhìn lại cuộc đời của mình. Và đây nó bắt tác động vào vấn đề gì? Tình yêu, tình thương yêu, sự lo lắng, sự chăm sóc với người khác. Nó đang kêu gọi, nó đang gào thét. Xin lỗi, nó đang gào thét, nó bắt mình từ 5 tháng 9 tới 19 tháng 4. Các bạn phải đi đến đó. Nếu mình không đi đến đó thì các bạn mất một cơ hội 6 tháng này, 7 tháng này để chu toàn cái sứ mệnh của mình, chu toàn cái bài học mình phải cần phải có. Và mình sao sống lê sống lớn chờ một cơ hội sắp tới nó sẽ đến. Và cứ mà cái hành tinh ở đây á, cứ 2 năm á anh bắt giải lên, anh hỏa tinh lên một lần, nhưng mà phải cần tới bao nhiêu năm á nó mới trở lại cái hành tinh chuyển vòng lòng này nè. Thì thường nó ở đây có 6 tuần thôi, để giờ sẽ 6-7 tháng lận, 7 tháng lận, phải thấy không, 7 tháng để cho mình trải qua, học đi ôn lại bài học đó. Cuối cùng đúng sao, chúng ta mang sự phong phú hóa cái bài học này, nó phong phú hóa cái linh hồn của mình trên thế gian này. Vậy thôi, không ai cầu cứu mình. Nếu mà hiểu được cái, nếu mình biết được là cuộc sống của mình là do mình tạo ra, thì các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn nên nhận định cái đó là mình do mình tạo ra. Thì đây là nó tạo mình, nó mang lại cho mình những bài học mới cho mình. Nhớ nha,
là bạn đừng có đổ lại cho mình, đừng có thấy là mệt, tự nhiên tôi khổ quá, không. Miễn sao bạn học được bài học này rồi á, thì nó sẽ là dễ thôi. Đừng có sợ, đừng có lo, đừng có, đây mình biết trước, tôi nói cho bạn trước, biết trước để các bạn tính toán, để mình không có trách mình, đừng có trách mình khúc này nha. Khúc này là mình phải bình tĩnh, nhìn lại đối phương, nó muốn gì. Như nói trong công việc, trong vợ chồng, trong tình cảm vợ chồng, tình yêu, trong công việc là nhân viên khách hàng gì đó, ABC, đồng nghiệp gì đó đó, thì các bạn coi lại nha. Còn mấy cái hành tinh khác như là thủy tinh, kim tinh đó, nhất trong đám này đó là trong thời gian này đó là cái hành tinh mà gọi là thủy tinh đó, là trên chỗ sự hiểu biết, thông minh, di chuyển á, nó nằm trong cung nhà 12 đối với nam dương, nó lên ngoài khúc này nè. Thường thường anh này ở đây có 2 tuần 3 tuần thôi trong mỗi cung, thì nó ở tới từ 3 tháng 11 tới 9 tháng 1 năm 25 là coi 1 tháng 2 tháng gần ba tháng trong nhà nam dương, trong nhà nhân mã. Mà nhân mã tượng trưng như gì? Sự di chuyển. Mà đối các bạn á, sẽ có gì các bạn phải quay lại quá khứ, đi đâu đó, hay là một cái trong quá khứ trở về các bạn, như trong quá khứ trở về với các bạn nha. Cộng thêm cái gì trong quá, trong các bạn phải học về tình thương yêu trong thời gian sắp tới, thì bạn phải đối đầu trong cuối năm này, từ 3 tháng 11 cho tới 9 tháng 1 năm 25. Hai cái này thôi nó làm cho mình cũng mệt mỏi lắm rồi. Rồi những hành tinh khác, lớn khác á, nó đi ngược lại nữa, không sao các bạn ạ. Không sao hết. Nó sẽ đi ngược lại để các bạn thì giờ suy nghĩ ngẫm nghĩ nhiều hơn nha. Nhưng mà nhớ một điều nha, từ 2 tháng 9 cho tới 20 tháng 11 các bạn còn những cơ hội rất là tốt để mình chuyển hình luôn. Do sự thúc đẩy cái này nè, trong cái đám này nè, trong cái sự hỗ trợ của anh Diêm Tinh trong đây nữa, sẽ là, và đi vào quá khứ chút xíu nữa, trong quá khứ mang về nữa, sẽ có gì trong quá khứ mang về xin lỗi, có ai mang đến cho mình một cái gì đó tác động vào mình nữa, và mình sẽ chuyển động. Năm nay nam dương cho tới 20 tháng 11 năm nay, đầu đó từ tháng 9 cho đi, tháng 9, tháng 10, tháng 1, 12 các bạn sẽ có sự thay đổi lớn lao, rất là hay các bạn. Tại vì các bạn sẽ vào thời kỳ mới để sẵn sàng gặt hái những gì của mình do mình tạo ra cho 20 năm tới, cho năm 2043. Tốt hay xấu là do bạn. Mà tôi đã nói từ đầu, mấy năm trước tôi nói rồi, những anh này phải sẵn sàng đấy nha. Anh Diêm Tinh vào đây, mà không những anh Diêm Tinh vào đây 20 năm, mà chúng ta trong 200 năm tới, chúng ta trong thời kỳ của khí, là nó sẽ là ngôi hệ giữa Bảo Bình nè, Song Tử và Thiên Bình, hình tam giác. Và chúng ta trong thời kỳ, bắt đầu thời kỳ có 2000 năm nằm trong Bảo Bình. Vậy Bảo Bình này khí, 200 năm khí liên hoàn giữa Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử. Và 20 năm tới chúng ta, 20 năm tới trong thời kỳ của Bảo Bình, hơi lộn xộn chút xíu, 20 năm Bảo Bình, 200 năm của khí, 2000 năm của Bảo Bình. Tất cả sẽ thôi, vì vậy mà các bạn phải sẵn sàng thay đổi, bắt mặt thay đổi đó. Thay đổi, chuyển hóa, quá khứ nó mang về cái gì tác động vào bạn, từ bên kia nó đâm vào mình, và mình sẽ có những cơ hội để thay đổi rất tốt. Nếu các bạn từ năm nay mà tới năm tới, tới Tết năm tới, hay là các bạn thay đổi, các bạn thấy là thay đổi, không biết, vì không biết lá số các bạn ở nằm khung nào, nhưng mà thay đổi chỗ ở, công việc, hay là tình cảm hay gì đó, hay là gì biến chuyển hay là chuyển hóa gì đó, con cái hay là gì đó, hay là ABC mình không biết, thì đó là lời chúc mừng cho bạn. Tại vì các bạn đã đổi, và nam dương không có đổi dễ đâu nha, rất là khó chịu luôn á. Vì vậy mà đây là sự hỗ trợ của hỏa tinh hành động, thủy tinh sự hiểu biết, sự sống chết, sống chết nha, kim tinh sự sống chết, mà sống chết hành tinh thay đổi chuyển hóa lớn lao, nhập một lúc, đánh một lúc trong cuối năm nay để các bạn thay đổi. Vậy thôi, cái gì tôi nói là tôi cần nói hết rồi. Cảm ơn các bạn Nam Dương đã bỏ thời gian lắng nghe. Chào các bạn Nam Dương.